hôm nay mình lại vẽ nữa rồi. Mà bạn nào thích vẽ thì vẽ cùng mình nha. Thì mực thì mình cũng đã có nói rồi, một bên đậm bên lợt, bên màu trắng này, bên màu tím, và mình vẽ màu tím. Thì mình mài mực. Mình làm dấu màu vàng này là mình làm cái nhị nó luôn đó. Để mình vẽ xong rồi mình không có cần vẽ nhị nữa nha. Mực cho nó mịn tí. Rồi bây giờ mình vẽ cái bước thứ nhất nha. Đây. Thì mình vẽ ở trên, phía trên trước. Cái màu vàng này nó chưa có khô á các bạn. Mình có thể mình đồ lại nét thứ hai nha. Khi mà các bạn vẽ để cho mực nó khô. Mình vẽ làm dấu như vậy nè, mình cho mực nó khô rồi mình hả vẽ nha, chứ không thôi là nó sẽ bây giờ như mình là nó bị vàng vàng như vậy đó. Mình chấm cái đằng trắng cho nó đậm hơn. Rồi. Năm cái mà nó khô rồi mình vẽ là nó không có bị như vậy nè. Cái này đợi cho nó khô một tí mình đồ lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình vẽ thêm một lớp nữa nha. Mình đổi thành màu xanh đi. Xanh là có thể pha tím cũng không sao. Mình thích cái màu nó lem đem á. Tím tím xanh xanh. Các bạn thấy không, cái nhị nó vàng rồi nè. Như vậy là một hơi mình sẽ không có cần vẽ cái nhị. Giờ mình đổi nha. Mình vẽ cho nó hơi hồng hồng à. Màu tím với màu hồng đi thử coi nó tối à. Tại vì mình thấy cái chỗ này trống nè, thì mình cứ vẽ đắp lên thôi. Rồi, bây giờ nó ra cái nhị hoa rồi.
Bây giờ mình vẽ cái vòng ngoài của nó. Màu tím với màu trắng đi. Mình thích tím. Màu tím mình cảm thấy vẽ cái bông nó nổi hơn. Cái cọ này nó ướt bởi cái mực nó mịn kìa nè. Nó mịn mình ướt nữa. Thì cái bước đầu tiên thì các bạn bắt như vậy nha. Tới bước thứ hai thì các bạn nét thứ hai thì các bạn bắt từ đây đối diện, mình vẽ cái cánh hoa nó lớn á, thì cái mực nó rất là hao, cho nên mình thường xuyên chấm mực. Cái hoa màu tím của mình đã ra rồi. Bây giờ mình vẽ vào mặt trong nha. Cái lớp trong của hoa. Đây, cái bước đầu tiên. Rồi, mình nói từ cái khúc này nha các bạn. Đây. Dính mực. Cái cọ của mình nó mềm á, mình đè sát xuống cho nó dễ vẽ. Rồi tới bước thứ hai thì mình nói từ đây. Rồi thì mình nối tiếp nha. Thường thường cọ thì mình đi như vậy phải không? Cái bước này á, thì cái cọ của mình nó phải vào trong như vậy nha. Nó mình bắt tới đây thôi, hết mực rồi. Rồi bên đây cũng vậy. Thì mình bắt từ đây.
mình nối cái nét này nè các bạn nhìn nha. Rồi hai bên đều như vậy thì mình nối từ đây nha. Các bạn có thể bắt bên trái hay bên phải đều được nha. Mình bắt bên đây thì mình bắt từ khúc này. Đó. Thì nó ra cái bông rồi. Các bạn nối những cánh hoa mà cho nó dẻo á. Đây các bạn. Cái này là mình nối từng cánh nha. À. Rồi nếu như mà các bạn nào mà biết vẽ là biết vẽ cứng tay rồi đó, vẽ lâu năm rồi đó thì không có cần nối từng nét cũng được. Đây mình vẽ cho các bạn xem. Hết chỗ rồi. À chỗ này đi. Ý, bên nào ở bên đây như vậy đi. Như vậy, cọ của các bạn ẹo qua như vậy. Rồi bẻ ngược qua như vậy. Nếu mực nhiều đủ thì mình kéo cái lằn nó càng nhiều càng dài nha. Đây bẻo quá hết mực rồi, không có cần nói thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như mình nói thì cái lằn ngay chỗ này nè nó hơi cứng nha. Thì nếu như mà như vậy á thì các bạn lấy cái cây cọ mình nói những cái mà mình những cái cánh hoa mà lúc nãy mình nói đó mình đồ lên. Nói không được đẹp mình đồ lên. Thấy cái nào mà không được đẹp đó. Cái nét nó sẽ rõ hơn. Rồi. Cái phần trong này nè, lúc hồi nãy mình vẽ cái mực nó không có cái nhị ấy mình làm mà cái mực nó chưa có khô á. Nó không có rõ nét thì bây giờ mình tô cho nó rõ nha. Mình tô này là tô dày nha các bạn, mà muốn mỏng á thì mình chấm thêm một ít nước vào nha. Mình dày lên cho các bạn thấy nó rõ hơn. Các bạn có thể làm nhiệm nguyên cái màu vàng như vậy cũng được. Còn nếu không thì các bạn vẽ như vậy, các bạn chấm. Chấm như vậy cũng được. Cái gì? Loại thứ ba là các bạn chấm. Chấm rồi mình kéo. Cái nhị này cũng được nha. Các bạn thấy những cái nét nào mà nó không được rõ thì bắt các bạn cứ đồ vẽ lên một lần nữa cũng không sao, tùy các bạn nha. Các bạn không thích thì không vẽ cũng không sao. Hồi nãy mình có đổi màu hồng phải không? Cái màu hồng này không được rõ, các bạn có thể vẽ màu hồng lên cũng được nha.
Đó, bây giờ hoa của mình đã xong rồi. Rồi, hoa của mình đã xong rồi. Chúc các bạn vẽ thành công nha.